Tháng 3 hiện tại mình đang có mặt ở Ga Meguro, một trong ba ga có vị trí hoa anh đào đẹp nhất tại Tokyo này. Mùa xuân đã đến với Tokyo này và mọi người đang đến khu vực này để xem hoa anh đào rất là nhiều. Có thể ở đây có rất là nhiều người đã đến thăm khu vực này ngày hôm nay. Và giờ mình sẽ cùng các bạn để xem khu vực này xung quanh sẽ như thế nào. Đang mở một sạp ăn ở đây, đây là có xúc xích này, có món gà này, xong rồi có cả món cơm để ăn nữa. Mọi người đang đến đây và ăn uống rất là ngon lành. Ngoài ra các bạn có thể còn ngắm ở đây rất nhiều hot girl nữa, mình rất thích. Ở đây có rất là nhiều hot girl. Check it out. Đang đi dọc lên để vừa ngắm hoa anh đào vừa thưởng thức lại đồ ăn ở đây. Thời tiết thì rất là tốt và mọi người đang rất là hạnh phúc với lại không khí hiện tại này. Khoảng 20 phút là bạn có thể thưởng thức được không khí vô cùng đẹp trong Sakura là biểu tượng cho Nhật Bản, biểu tượng cho mùa xuân và biểu tượng cho một sự khởi đầu mới. Năm học mới đã đến, hy vọng các bạn sẽ có một năm học mới thật là vui vẻ.
bên Nhật Bản này. Và đừng quên thưởng thức mùa hoa anh đào tuyệt vời nhất có thể tại khu vực Meguro này. Cảm ơn các bạn đã xem vlog này của tôi. Hẹn các bạn xem một vlog gần nhất.